Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, bảng lương bác sĩ được áp dụng theo mức như sau. Cụ thể, mức lương bác sĩ được thể hiện dưới bảng sau đây. Đối với bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì sẽ được trả lương theo thỏa thuận giữa các bên gắn với năng suất và kết quả lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Các bảng lương trên được áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bác sĩ sẽ được áp dụng chế độ tiền lương mới. Một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 thì lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và y tế, sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.